Luật sư Lê Văn Kiên, trưởng ban pháp chế trường Đại học Lương Thế Vinh cho biết, căn cứ khoản 2 điều 15 Nghị định 99/2019, NDCP quy định về văn bằng, chứng chỉ giáo dục đại học đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù thuộc hệ thống giáo dục đại học bao gồm bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền và một số văn bằng khác theo quy định riêng của chính phủ, được cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo quy định tại điều 14 Nghị định 99/2019, NDCP quy định trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù, căn cứ thông tư số 27/2019, TT Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học, căn cứ điều 2 thông tư 19/2011, TT Bộ Giáo dục và Đào tạo về mẫu bằng tốt nghiệp đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn ghi đối với ngành y ghi bằng bác sĩ. Bộ Y tế đã có công văn số 3861, Bộ Y tế K2DT gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện tổ chức đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe của trường Đại học Lương Thế Vinh theo quy định tại Nghị định số 111/2017, NDCP của Chính phủ và chương trình đào tạo ngành y học cổ truyền trình độ đại học được ban hành theo quyết định số 12, QĐDSLTV ngày 18 tháng 2 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lương Thế Vinh, quyết định số 2509, QĐ Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Lương Thế Vinh đào tạo ngành y học cổ truyền trình độ đại học, mã số 7.720.115, do vậy, bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền, mã ngành 7.720.115 do Trường Đại học Lương Thế Vinh cấp cho người học sẽ ghi danh hiệu là bác sĩ y học cổ truyền. Bằng bác sĩ y học cổ truyền của các trường đại học tư thục có được Bộ Y tế xét cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền hay không? Luật sư Lê Văn Kiên, trưởng ban pháp chế Trường Đại học Lương Thế Vinh cho biết, theo quy định hiện nay thì bằng cấp của các trường đại học công lập, đại học tư thục có giá trị như nhau. Cụ thể tại khoản 4, điều 12 Luật Giáo dục 2019, số 43/2019, QS 14/14 tháng 6 năm 2019 quy định văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý như nhau. Do vậy, căn cứ theo điều 28 Luật Khám chữa bệnh 2009 và điều 7 thông tư số 41/2011, TT Bộ Y tế của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề thì bằng bác sĩ y học cổ truyền của các trường đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam đều được xét cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điều 24 Luật Khám chữa bệnh 2009 quy định về xác nhận quá trình thực hành, yêu cầu người có văn bằng chuyên môn là bác sĩ trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề phải qua thời gian 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh. Tuyển sinh đại học ngành bác sĩ y học cổ truyền và chính sách miễn 100% học phí năm 2023, miễn 100% học phí năm 2023 đối với tất cả thí sinh trúng tuyển và nhập học ngành y học cổ truyền năm 2023, miễn 100% học phí năm học 2024 đối với tất cả sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi cả năm. Tặng không một laptop trị giá 18 triệu đối với tất cả các sinh viên hoàn thành học phí đầu năm 2024. Học phí 1.200.000 đồng, tín chỉ, học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong mỗi học kỳ. Học phí tạm tính là 15 tín chỉ, một học kỳ, một năm học gồm 2 học kỳ, tương đương 3.600.000 đồng một tháng. Thời gian xét tuyển và nhập học, từ ngày 30 tháng 8 năm 2023 trở đi. Cách thức nhận đăng ký xét tuyển đại học ngành bác sĩ y học cổ truyền, đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo.